Muri. Đấy, nó cần tao hoa nhiều em. Ai trên rồi mãi lên nhà thờ rồi tình hình trần mổ tức chứ cháu chiều nay cô bận trên bà có gì sáng mai 9:30 bà lại ấy giúp cô chờ cô ở cổng nhà thờ cho mình. Gọi chi vậy? Trước cho tớ cái.